Chào mừng các bạn nhé. Trước mặt của các bạn đây là con iPhone 8G anh em này. Hôm nay mình vừa mới mua được là 2.8 triệu. 2.8 triệu mình bán vào con 3 triệu. Con này tình trạng là thông tháo này ra cho em. Tháo rồi. iPhone 8G máy xin điếc nhưng mà tình trạng này em này. Vỡ lưng này. Vỡ lưng nhá. Vỡ lưng này. Đấy, vỡ lưng. Ví là cái này hơi bụi tí mình lo phát cam sạch bóng ngay. Vỡ kính nữa. Cái kính này tí rắn cường lực anh bảo chú rắn cường lực vào chú rắn là thông này. Vỡ một tí ở dưới màn thôi nha anh em nhá. Không phải vỡ kính này nhá. Nếu mà mình dán full màn lên tiếng chết trên này thì màn hình rất là đẹp luôn. Để cho bà con 3 triệu. iPhone 8G vỡ lưng này, nếu mà lưng này anh em bảo về thay tiếp 1-200 luôn. Kính này thì anh em phải ghép tầm 2-300 thôi. Nhưng mà cái kính này không quan trọng, anh em dán cường lực full màn nó chết. Bán bà con 3 triệu. iPhone 8G quốc tế, máy gì không em? Gì biết. Con này pin còn bao nhiêu này? Con này pin thì ui giời, pin thì còn rất là cao luôn, bảo trì anh em ạ. 79%. Pin 79%. Tôi hỗ trợ cho bà con trừ đi 100.000, 2.900.000 cho bà con iPhone 8G máy xin điếc. Sức vỡ cái kính dưới và sửa sau lưng anh em nhé. Anh em phải thay lưu hoặc cái kính cũng được, nó rẻ thôi, tầm 300 thôi. Mà anh em chẳng cần thay được, để nguyên để dùng được. Nó rẻ như iPhone 7 mà anh em. iPhone 8G xong nhá. Có con 7 này mua được không nhỉ? Có. Đâu? Tí chỗ nó có xong. 11 Pro Max. Thôi con này mình giới thiệu qua thôi. Con này benzin, màn thay màn zin 256GB máy quốc tế. Để cho bà con là con này là 14 triệu iPhone 13 Pro Max. À 11 Pro Max. Nói tên tôi nói cho ai thôi. Rồi 11 Pro Max. Ba mắt nhá, 256GB benzin, màn thay như thay màn zin rồi anh em ạ. Chỉ mỗi thế thôi, tất cả gì đất. Xem không? Con này pin thì 80%. Ok, mình giới thiệu qua không giới thiệu sâu vì con này cao tiền rồi. Mỗi hộp đề này hôm nay siêu khoảng cho con này iPhone XS. Sao lại trong tuần pin rồi, mình tháo ra mình tắt pin lại pin được bằng con này. Mình nói qua thôi. Đúng rồi, tuần pin anh em này. Tuần pin nhá, bây giờ mình sẽ lắp lại cho một con xem một tí, mình sẽ lắp ráp lại. Mình quay hơi vội một tí, mình chỉ giới thiệu qua thôi. iPhone XS 2 triệu. Anh em tin được không? iPhone XS chỉ 2 triệu. Đấy, cho lên nguồn đã, nói cho bà con qua cái con này tình trạng nào nhá. Thôi nói con trước, iPhone 7 bypass nhá. Hôm trước rất nhiều anh em hỏi iPhone 7 bypass. iPhone 7 bypass là iPhone bypass được. Thì có nghĩa là máy không lắp sim, máy gì điếc nhá. Cam này, zin này, màn zin này, men zin này. 1.300.000 cho bà con. 1.300.000 cho con iPhone 7 bypass anh em nhá. Con này là đặc biệt là không lắp được sim. Tất cả dùng chức năng wifi. Ok cho anh em, hoặc con này quá hợp lý luôn anh em ạ. iPhone 7 chơi game miễn chơi luôn. Máy xin điếc nguyên áp luôn nhá. 1.300.000 cho các bạn iPhone 7. Đây. Má lại thuộc pin không? Có nhìn logo. Hả? Logo thì không sợ, logo thoải mái. Chứ tôi pin TikTok đâu mà. iPhone 6S nhá. Nguyên zin này. Hôm nay con này vỏ hơi xấu, mình thay vỏ 1.800.000 đồng iPhone 6S nhá. Quốc tế nhá. Nguyên zin luôn anh em. iPhone 6S nhá. Này rất đẹp luôn. Thay mỗi vỏ rồi cũng tất cả zin hết. Sau 1.800.000. iPhone em giới thiệu qua cho anh cặp đi cho mọi người xem, bật lên con này, cứ tuột pin rồi này. iPhone XS con đấy là màn thay màn rồi, máy zin đấy mà hết pin rồi, sạc sạc pin rồi đấy nhá. Con XS này tình trạng này không lắp được sim nhá, không lắp sim, cam chụp ok, cam chết cam sau ok, 2 triệu nhá, không lắp sim thôi nhá. Ok hết pin rồi anh em ạ. Đây mình sạc con đã. Anh em là muốn xem đều, có lẽ là mình đang sạc pin nhá anh em nhá. iPad đi nha. Con này đang mất cam trước, mình chưa kịp bán. Anh em nào cứ đặt trước con này thì để nguyên tình trạng mình bán vào 1.8 triệu này. 1.8 triệu iPad đi nha. Màn zin, cảm ứng mượt nhá, đây này cảm ứng ok này. Con này pin hơi yếu tí, đây này. À bắt anh em nhá. Mua cái cam trước thiếu, còn hôm nào mình kiếm được cam trước phải đắt hơn. Mình bắt kiếm được cam trước ít nhất phải tầm 2.2 triệu mình bán được. Này, cảm ơn ok nhá. Này. Con này xem phiên bản bao ghi này. 16GB. iPad em cái này, con này còn iPad 5 anh em ạ. Đây, hôm nay mình mới mua được. Mình gấp tặng cảm ứng trắng, máy mèo đen mình gấp tặng cảm ứng trắng vào thôi. Đấy. Mình bỏ ra thế cam trước thì hỏng chưa kịp thay. Bán nhanh được 1.8 triệu, mất cam trước. Chúng tôi để lắp cam trước vào để học online đúng không anh em? Lắp cam trước vào tầm 2.2 triệu mình bán được anh em nhé.
iPhone 7 Plus, main zin, màn zin, pin bình thường thôi. Hai con này để cho bà con là 3.750.000 đồng. Hôm trước mình có bán 7 Plus 3.350.000 đồng. Hôm trước mình có bán mấy con lúc là màn lô, lúc bây giờ nó là màn zin anh em nhé, màn zin 3.750.000 đồng, giá cực kỳ hợp lý cho bà con nhá, giá rẻ nhất trong các loại cho bà con, vì những con này mình mua lại được gần rồi có dân được. Đấy, nhiều khi tại vì rất nhiều anh em ở trên cộng đồng mạng ấy muốn bán máy cũ thì thật sự anh em có hỏi máy của mình ở đâu ra thì anh em trên khắp cả nước, anh em ví dụ con này cũ này muốn bán bao nhiêu đấy, một ngày thì mình mua được tầm 3-4 con đấy. Hôm nay cũng không còn, mình ra video hôm nay mình ra được thì bán được iPhone 7 Plus main zin màn zin 3.750.000. Nếu mà anh em muốn biết thông tin về rõ về cái iPhone 7 Plus này, anh em nhắn tin riêng cho mình nhá, mình để số điện thoại bên dưới rồi. Cái mắc này gì đâu, mấy gì ra ngoài đợi anh đi, ra ngoài đợi anh quay lúc video đấy. iPhone X Max main zin màn zin anh em nhá, iPhone X Max main zin màn zin này đầy đủ fake đi rồi, con này mặt thông rồi đúng không, iPhone X Max đầy đủ fake đi. Hôm trước mình có đăng rồi, nhiều anh em hỏi xong chưa đến nói gì cả. Thế nào, pin 84, một con pin 84, một con pin 88. Muốn biết thêm thông tin chi tiết về hai con X-Max này đấy thì nhắn tin riêng cho mình nhá. 9.300.000 đồng một con. 9.300.000 đồng một con iPhone X-Max main zin màn zin nhá, tất cả chức năng ok anh em nhá. Quá rẻ luôn, nếu mà anh em mua những con này tại cửa hàng của cho các bạn ít nhất tầm hơn 10 triệu. Thì con này mình mua được gì à, mình mua lại. Có khách người ta bán lại thì mình bán lại thôi, chứ máy tất cả mình cam kết nguyên zin, mỗi cái bỏ hơi phải cho dấu tí. Máy phải đi vào anh em chứ không phải máy keng. Con 8 nó gì đúng không? Nó rồi đúng không? Rồi. Cái gì đây? Apple Max nó rồi đây. Cái này. Đây, cái này. Nó hết pin anh em ạ, đây. Cái hết pin, con này nó màn màn lô này. Vuốt ok, dùng tất cả chức năng ok. Cam sau này. Đây, nó hết pin anh em ạ, đây, pin biếu này. Vừa nãy mình mới sạc lên xong. Cam sau này, nét không? X1, X2 ok, cam trước này. Ok anh em, con này như nó còn phây đấy, nó còn phây đi, nhưng mà chưa kịp sàng phây đi. Đấy, con này là đặc biệt là chỉ bật được wifi thôi, không lắp được sim. Máy màn này màn lô anh em nhé, màn lô mà dùng bình thường. Đấy là con 2 triệu đồng con XS nhé, anh em nào xem được chốt ngay nhé. Có gì không? Vân có gì không? Vân có gì không? Không có gì thôi. Anh em nào muốn mua tai nghe sạc dự phòng, sạc hotspot thì liên hệ với mình nhá. Ok, chào anh em.